giai thoại ít biết về người thợ cắt tóc cho vua Bảo Đại. Nhờ thu nhập từ công việc làm đẹp gốc con người cho vua Bảo Đại mà ông mua được nhiều nhà cửa, sắm xe xịn hiếm có cả vùng Đông Dương. Thu nhập khủng từ việc cắt tóc cho vua. Làng Kim Liên xưa, nay thuộc phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội, vốn nổi danh với nghề vít đầu thiên hạ khắp chốn kinh kỳ. Đến nay, nghề vẫn còn, nhưng những người theo nghề rất ít. Giai thoại người con làng cắt tóc Kim Liên tên Phạm Duy Hiền được đích thân vua Bảo Đại, vị vua cuối cùng của triều đại phong kiến Việt Nam, chỉ định làm thợ tóc riêng cho mình cùng các hoàng tử, còn được người dân trong làng kể cho nhau nghe mãi. Theo lời kể anh Phạm Duy Hào, cháu nội của cố nghệ nhân Phạm Duy Hiền, trong lần vua Bảo Đại vi hành ra Bắc, thợ tóc của vua bị ốm, ông Hiền được tiến cử cắt thay thế. Vì quý mến tài năng và sự cẩn tắc trong cung cách làm việc của ông mà vua Bảo Đại đã chỉ đích danh ông chăm lo việc làm đẹp đầu tóc của mình. Ông Hiền có phong thái lịch sự, tuy là thợ tóc nhưng luôn ăn vận trang phục gọn gàng chỉnh tề, cách nói chuyện điềm tĩnh vui vẻ. Ông đặc biệt giỏi tiếng Pháp nên được vua Bảo Đại quý mến và ấn tượng. Biết vị khách hàng đặc biệt mà mình vừa phục vụ chính là vua Bảo Đại, ông Hiền vô cùng ngạc nhiên. Bất ngờ hơn nữa, lại nhận được lời đề nghị đi theo để phục vụ việc làm đẹp phần gốc con người cho ông vua càng khiến ông khó xử hơn. Anh Hào kể, biết được tin đó, lúc đầu bà nội tôi không đồng ý để ông phải xa vợ con. Nhưng là lời đề nghị của vị vua và cũng nhờ ông nội khuyên nhủ động viên, bà nguôi dần. Ông Hiền theo vua Bảo Đại vào kinh thành Huế, từ đó chăm lo việc đầu tóc cho vua cùng các vị hoàng tử. Mỗi lần công du nước ngoài, Bảo Đại đều chở ông Hiền đi cùng. Khi thì Angola, lúc thì Pháp, Thái Lan, Lào, ông Hiền đều được cấp tráp hộ tống. Bà nội tôi kể, Nam Phương Hoàng hậu là vợ của ông vua Bảo Đại. Bà là người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng, thân thiện với mọi tầng lớp và có tấm lòng nhân ái bao dung. Hoàng hậu có gửi tặng bà nội một sắp vải gấm trong lần ông nội dỗ được hoàng tử nhỏ quấy khóc chịu cho cắt tóc, anh Hào nói. Thời gian làm thợ cắt tóc riêng cho nhà vua, ông Hiền có thu nhập rất cao. Ông mua sắm được nhiều tài sản, mở hiệu cắt tóc trên nhiều phố lớn như Hàng Quạt, Hàng Ngang, Hàng Đào. Sự kiện ông Hiền mạnh tay mua riêng chiếc xe đạp máy hiệu Solet đã khiến ông trở thành người thợ cạo duy nhất và trong số ít người sở hữu chiếc xe đắt đỏ hiếm có của Pháp thời bấy giờ. Vua Bảo Đại thoái vị, chính phủ mới được thành lập, ông Hiền trở về quê nhà tiếp tục công việc cũ. Từ cắt tóc tập trung ở hợp tác xã đến cắt tóc trên các con phố, ông đều hết lòng truyền dạy nghề cho các thế hệ tiếp theo. Nhân duyên kỳ ngộ của thế hệ thứ ba, anh Phạm Duy Hào cũng là tay kéo cắt tóc có tiếng. Chủ tịch hội làng nghề tập trung cắt tóc Kim Liên, câu chuyện về người ông Phạm Duy Hiền với vị vua cuối cùng của triều đại phong kiến Việt Nam còn được nói tiếp khi anh Hào tình cờ cắt tóc cho chính cháu nội của vua Bảo Đại. Một người phụ nữ nước ngoài được giới thiệu tìm tới anh Hào cắt tóc, cô muốn chính tay anh cắt cho mình. Thỉnh thoảng cô nhìn anh Hào với mắt trìu mến và nở nụ cười đôn hậu kèm vài câu nói tiếng Pháp. Thật bất ngờ với tình huống như năm xưa của ông nội anh, sau đó anh Hào mới biết người phụ nữ đó là con gái của hoàng tử cả Nguyễn Phúc Bảo Long, cháu nội của vua Bảo Đại với Nam Phương Hoàng hậu. Cô muốn tìm đến hậu duệ, người từng cắt tóc năm xưa cho ông nội và cha mình. Anh Hào kể không giấu nổi sự xúc động, tôi cảm giác một sự trùng hợp, thật may mắn và như duyên kỳ ngộ khi hai thế hệ thợ cắt tóc phục vụ hai thế hệ hoàng thân. Hiện nay, người làng Kim Liên cũ đã tỏa ra khắp nơi sinh sống và làm việc, có người tiếp tục công việc, có người đã chuyển nghề khác. Nhưng nếu nghe giới thiệu là thợ cắt tóc từ Kim Liên sẽ rất được yêu mến và tin tưởng tay nghề. Nỗi lo nghề cắt tóc truyền thống Kim Liên dần bị mai một luôn thường trực trong những người thợ có tuổi. Lớp trẻ của làng hiện rất ít người làm nghề vì trình độ học vấn cao, tư duy hướng nghiệp mới nên họ không còn mặn mà với nghề của ông cha. Những điểm khác biệt hoàn toàn của Kim Lý so với các người tình trước đây của Hồ Ngọc Hà. Sau bao cuộc tình bị dư luận phản đối, cuối cùng Hồ Ngọc Hà đã có một tình yêu ít bị ném đá nhất. Hồ Ngọc Hà được coi là nữ ca sĩ có đường tình dày dặn nhất trong showbiz Việt. Danh sách các người tình của cô từ năm 16 tuổi đến nay bao gồm khá nhiều cái tên nổi tiếng như Huy MC, Huy Tuấn, Trần Lực, Tuấn Hưng, Đức Trí, Cường Đô La, Đại gia Kim Cương, Chu Đăng Khoa. Điểm đặc biệt, khi yêu những người tình này, Hồ Ngọc Hà gặp không ít sự phản đối của đồng nghiệp lẫn cư dân mạng. Chỉ đến hiện nay, khi yêu Kim Lý, nữ ca sĩ mới nhận được sự chúc phúc của mọi người. Đặt lên bàn cân so sánh, Kim Lý có khá nhiều điểm khác biệt với những người tình trước đây của Hồ Ngọc Hà. Nam diễn viên Việt Kiều hiếm hoi,
Trong số các người yêu của Hồ Ngọc Hà, phần lớn là những đàn anh trong lĩnh vực âm nhạc mà Hồ Ngọc Hà từng cộng tác như Đức Trí, Huy Tuấn và Tuấn Hưng. Hoặc thời gian gần đây, nữ ca sĩ thường yêu những đại gia giàu có, được gọi bằng những nickname nghe đã thấy lắm tiền nhiều của như Cường Đô La, Đại gia Kim Cương. Vì thế, Kim Lý là diễn viên hiếm hoi mà Hồ Ngọc Hà có tình cảm. Được biết trước đây, Hồ Ngọc Hà cũng có thời gian gắn bó với đạo diễn Trần Lực khi đóng phim của anh. Tuy nhiên, câu chuyện này khá ngắn ngủi và không được Hồ Ngọc Hà thừa nhận trên báo chí. Chân dài, chiều cao vượt trội. Trong số các người yêu của Hồ Ngọc Hà gần đây, Kim Lý có chiều cao nổi bật. Nếu như nhạc sĩ Đức Trí chỉ cao khoảng 1m60, Cường Đô La và đại gia Kim Cương Chu Đăng Khoa cũng chỉ cao hơn 1m60 chút đỉnh, thì Kim Lý hoàn toàn khác biệt, anh sở hữu chiều cao khoảng 1m80. Chính vì thế khi đứng cạnh Hồ Ngọc Hà cao 1m73, nam diễn viên khá đẹp đôi chứ không thấp bé giống các người yêu trước đây của cô. Đến với nhau khi cả hai cùng độc thân và tự do. Trong số các cuộc tình của Hồ Ngọc Hà, không ít lần cô đến với những người đang có gia đình. Thời gian Hồ Ngọc Hà quen với Huy MC là khi anh vẫn chưa ly hôn Thu Phương và lúc này Thu Phương đang ở Mỹ. Chính vì thế đã có nguồn tin cho rằng Phương Thanh vì muốn giành lại công bằng cho bản thân Thu Phương mà đã tát Hồ Ngọc Hà một cái nảy lửa. Dù sau đó Phương Thanh chối bỏ điều này thì cũng không thể phủ nhận Hồ Ngọc Hà từng có mối quan hệ tình cảm với Huy MC khi anh đang có gia đình. Sau Huy MC, các mối tình sau của Hồ Ngọc Hà cũng là với những người đàn ông đang có vợ như Huy Tuấn, Trần Lập hay đại gia Kim Cương. Đặc biệt là việc công khai thể hiện tình cảm với đại gia Kim Cương Chu Đăng Khoa khiến vợ anh đau lòng, đã khiến Hồ Ngọc Hà nhận phải sự phản đối dữ dội của dư luận trong gần 2 năm trời. Còn khi yêu Tuấn Hưng thì Hồ Ngọc Hà cũng từng gặp phải tin đồn rằng đã cướp mất người yêu của bạn thân Thân Thúy Hà. Được biết thời gian yêu Tuấn Hưng là khi Hồ Ngọc Hà mới vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp, khi đó cô ở nhà của Thân Thúy Hà. Vì thế việc Thân Thúy Hà nghỉ chơi với Hồ Ngọc Hà sau đó, Hồ Ngọc Hà yêu Tuấn Hưng khiến nữ ca sĩ khó lòng phủ nhận những gì dư luận đồn đoán. Không bị dư luận phản đối, các mối tình của Hồ Ngọc Hà trước đây gặp phải không ít sự chế giễu, chê bai của dư mạng. Vì nhiều lý do, khi Hồ Ngọc Hà yêu Đức Trí, nhiều người cho rằng cô tranh thủ lợi dụng đàn anh để không phải trả tiền công thực hiện các sản phẩm âm nhạc. Khi Hồ Ngọc Hà yêu Cường Đô La, dư luận phản đối mạnh mẽ hơn vì cho rằng chiều cao của cả hai không tương xứng và Hồ Ngọc Hà chỉ lợi dụng tiền bạc của đại gia đình Cường Đô La mà thôi. Đặc biệt, khi yêu đại gia Kim Cương Chu Đăng Khoa, Hồ Ngọc Hà bị dư luận ném đá mạnh mẽ vì Chu Đăng Khoa đang có gia đình. Còn hiện tại, với mối tình cùng Kim Lý, Hồ Ngọc Hà được khá nhiều người tán thành và ủng hộ việc cả hai nên đến với nhau bởi hiện tại cả hai đều đang độc thân và không vướng bận bất cứ điều gì. Angela Phương Trinh lần đầu lên tiếng về nghi án bơm môi. Bà mẹ nhí Angela Phương Trinh khẳng định những đường nét trên cơ thể của cô đang hài hòa, tuyệt hảo nhất và đôi môi bất thường vừa qua chỉ là do trang điểm. Thời gian qua, Angela Phương Trinh liên tục xuất hiện với hình ảnh quyến rũ khi không ngừng ngại khoe vòng ba nóng bỏng trên Facebook cá nhân. Không còn là cô nàng mỏng manh dịu dàng ngày nào, nữ diễn viên 9X ngày càng trưởng thành và cá tính hơn. Tuy nhiên, vì sự thay đổi đột ngột nên cô vô tình vướng vào nghi án tiếp tục phẫu thuật thẩm mỹ. Đặc biệt, hình ảnh bờ môi dày bất thường có phần sưng to của Angela Phương Trinh trong hình ảnh mới đây càng khiến cư dân mạng cho rằng cô bơm môi. Trước những dấu hỏi lớn từ công chúng, chúng tôi nhanh chóng liên lạc với Angela Phương Trinh để tìm hiểu cụ thể về sự thay đổi này. Theo đó, nữ diễn viên đã phủ nhận chuyện giao kéo, bởi trên thực tế, đó chỉ là phần trang điểm để đôi môi trở nên quyến rũ hơn. Chờ Angela Phương Trinh, vừa qua người hâm mộ xôn xao về đôi môi xương to của Angela Phương Trinh và có tin đồn chị bơm môi, thực hư chuyện này ra sao? Từ khi quyết định hóa thân thành cô nàng cá tính trong bộ phim sitcom mới, Trinh và ekip đã chấp nhận việc thay đổi hình ảnh để phù hợp với tính cách của nhân vật qua mỗi tập. Ở những tập đầu, Trinh được trang điểm với son lì màu đỏ đậm. Càng về sau, khi vai diễn bắt đầu thay đổi, ekip trang điểm cũng lựa chọn layout makeup, trang phục, kiểu tóc khác để phù hợp hơn cho Trinh. Do đó, chuyên gia trang điểm chọn son màu nhạt tối, tô thêm chút son bóng để tăng thêm vẻ kiêu kỳ của nhân vật. Đó cũng là lý do mỗi lần Trinh tạo kiểu chu môi, nhiều người sẽ nhầm tưởng mình phẫu thuật thẩm mỹ để giúp đôi môi quyến rũ gợi cảm hơn. Nhưng thật ra lại chỉ là trang điểm thôi. Vòng 3 của Angela Phương Trinh ngày càng nóng bỏng. Nhiều người rất tò mò làm sao chị có thể tập luyện được vòng 3 khủng như vậy. Liệu có sự tác động nào từ dao kéo?
Để sở hữu vòng ba mơ ước, ngoài việc tập luyện chăm chỉ mỗi ngày tại phòng gym dưới sự hướng dẫn của anh Phạm Văn Mách, Trinh còn phải ăn uống theo chế độ ăn kiêng khắc nghiệt, tăng cường đạm, giảm tinh bột, dầu mỡ, ngọt và tuyệt đối không với ăn vặt. Nhiều lúc đang ăn xà lách trộn cho bữa trưa, nhìn mọi người xung quanh ăn đồ ngọt béo, Trinh cũng thèm lắm, nhưng nghĩ đến vóc dáng đẹp nên đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Cô nàng còn sở hữu vòng ba nóng bỏng khiến nhiều cô gái mơ ước. Công việc luôn bận rộn, Angela Phương Trinh sắp xếp lịch tập của mình như thế nào? Trinh đi quay phim từ sáng sớm đến tối, trung bình mỗi ngày, Trinh ở phim trường ít nhất 12 giờ đồng hồ. Sau khi hoàn thành những cảnh quay của mình, Trinh đến phòng gym để tranh thủ thực hiện những bài tập cho cơ bụng và mông. Rất may anh Phạm Văn Mách, huấn luyện viên của Trinh, luôn thấu hiểu cho lịch ghi hình thất thường của đoàn phim, nên thường hướng dẫn cho Trinh đến tận 11-12 giờ đêm. Mỗi tuần, Trinh đến phòng tập 3-4 lần nên cũng không mất quá nhiều thời gian. Do nhu cầu làm đẹp của số đông, phẫu thuật thẩm mỹ không còn xa lạ hay đáng để lên án nữa, bản thân chị nghĩ sao về chuyện giao kéo? Đối với Trinh, phẫu thuật thẩm mỹ không có gì là xấu cả, chỉ cần chúng ta đừng quá lạm dụng và biết dừng đúng lúc, thì việc nhờ đến công nghệ làm đẹp để biến mình trở nên hoàn hảo hơn trong mắt người đối diện luôn là điều được ủng hộ. Đây là lúc Trinh cảm thấy những đường nét trên cơ thể của mình hài hòa và tuyệt hảo nhất, nên bản thân vẫn chưa cần đến phẫu thuật thẩm mỹ. Angela Phương Trinh đang hướng đến phong cách của các sao Âu Mỹ thay vì vẻ đẹp mong manh vốn quen thuộc với người châu Á. Trinh thích vẻ đẹp của phụ nữ Á Đông và vóc dáng khỏe mạnh gợi cảm của phụ nữ châu Âu. Mình sẵn là người châu Á rồi nên bây giờ chỉ còn tập luyện chăm chỉ để có được cơ thể hoàn hảo nữa thôi.